thằng Trường nó cũng thích Diệu lắm á, mà nó không có đủ can đảm giống như anh. Diệu hả? Nó là cái hạt nhân tích cực mà chị em gieo trồng, dễ gì mà trưởng cô được Diệu. Tôi nãy giờ tôi đi tìm đường. Anh tìm đường đi đâu? Tôi tìm đường vào tim cô đó. Bớt tạm đi. Chính mắt con là người thấy con Diệu đưa thằng đó vô trong phòng. Mà vô đó làm cái gì? Út lo mà chạy về kêu con Diệu nó về đi. Chứ coi chừng không có cái đám cưới mà có cái đám thôi nôi con tụi nó luôn đó. Chị hai, chị ba, chị tư ơi, trời ơi, năm em có chồng rồi.